Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị viên hữu tâm, chúng ta đã trong đời này may mắn được làm người, lại thi hữu gặp được Phật pháp, và tối thắng hơn nữa trong Phật pháp gặp Đại thừa Phật pháp và gặp được pháp môn tịnh độ này. Tịnh độ này không phải gặp thường, mà chúng ta nương vào Hoa Niêm, và gần đây là Hoa Niêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, và cùng với Kinh Vô Lượng Thọ, và có chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Tổ. Và hiện thời Hòa Thượng đang giảng chú giải Diễn Nghĩa, Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Cần hết đó, cái biến thứ hai rồi. Biến thứ nhất là sắp đó đang qua biến thứ hai. Và đó là điều may mắn, cơ hội, nhưng mà hoàn cảnh, môi trường của chúng ta lại không tốt đẹp. Hay là Phật Bồ Tát biết hoàn cảnh môi trường đó và cho chúng ta một cái cơ hội, cho nên Phật Bồ Tát ra đời xuất hiện để mà hội tập kinh điển, để mà chú giải, để mà giảng diễn giảng này và cho chúng ta hiểu. Thì người nào có thiện căn tin hiểu, và người nào có phúc báo có thể y giáo của mình. Nhân duyên thì chúng ta đã gặp được, mấy năm nay chúng ta gặp được Đại thừa Phật pháp, gặp được tịnh độ, gặp được Hoa Nghiêm Áo Chỉ, thật sự là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Những cái lời giảng thật nó sâu xa, dễ hiểu, nhưng mà vấn đề đó là thiện căn phước đức của chúng ta kém, cho nên hoàn cảnh môi trường chuyển đổi y báo theo chánh bản chuyển. Y báo bây giờ đang trong cái hoàn cảnh thiên tai nhân họa, hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta nhìn lại, quan sát lại thì thấy không phải chuyện đùa nào. Khoa học đó chứng minh là tiên đoán sẽ có những cái tai nạn đó. Và nếu mà chúng ta không có để ý đó, lỡ có chuyện gì là mất đi cái cơ hội trong vô lượng kiếp ngày hy hữu này đã gặp được rồi, nếu mà mất đi thì bao nhiêu kiếp nữa mới gặp được. Cho nên nó nghĩa là thật sự là quá mong manh. Chúng ta phải nên để ý, nên nó trong đó hãy để tâm trong đó, đừng để cái cơ hội này nó mất đi. Không phải dễ chứ. Trong Đại Kinh, nghĩa là sâu sắc như vậy, diễn giải rõ ràng như vậy, tài liệu chúng ta có đủ, từ kinh điển, từ chú giải, từ giảng kiến, từ hoàn cảnh môi trường. Nhưng mà bây giờ tại sao kém phúc báo, tôi không được, tôi chưa có viên mãn, chưa có rốt ráo buông xả. Mà nếu mà tai nạn tới cái kẹt, cho nên trong cái phòng ăn á, có lời nhắn nhủ của Hòa Thượng Tịnh Không đó, biểu tai nạn tới người nào á, số người nào á thì người đó chịu đã nặng. Người nào á mà trong số là có tai nạn là gì chạy không nổi, người nào cái số không có
Mỹ, nhưng mà họ cũng không nói một điều nữa là cộng nghiệp. Cho nên nó cái tình thế hoàn cảnh môi trường nó là quản ngại tất cả đều chuyển biến. Nó đại đại hạn ra nó rửa hết à. Cho nên cái nào xấu nó rửa luôn. Còn mà bình thường đó thì mạng của ai đang là, nhưng mà còn cộng nghiệp nữa. Cho nên chúng ta thấy cái tòa nhà mở đủ ước đó, đâu có mấy ai đâu. Nó đông vô cái tàu bay nó bông vô á, có người chưa tới nhưng mà gần tới nó lấy luôn, đâu chưa đâu. Cho nên nó không nhắc đến cái phần tổng nghiệp. Cho nên bây giờ hòa thượng á mới là tổ chức ở tại á Trung Quốc Ba ở trên đó, để mà có gì á nhớ được ai thì mới. Người nào có duyên, người nào còn thiện căn, người nào còn phúc báo, có thể dùng cái việc gì đó. Mấy tuần trước đó ở Việt Nam đó, cái xe đò nó đi, nó đâm xuống cầu, nó lật ngửa ra, chết hết. Vậy mà có một em bé đó, loi ngoi đi ra không sao hết, nó đi chui ra. Ông kia thấy con nhỏ nó chui ra không sao, còn ba mấy người trên đó. Rồi cái xe nó đập xuống, tai nạn dễ sợ. Rồi trên núi cấm á, xe đang chạy xuống đồi, vậy mà ông thành núi không, quăng một cái dính cái xe chết luôn. Mấy người ở trong cái xe mười mấy chỗ, mười sáu chỗ cái gì đó chết hết. Cho nên ở đây cái hoàn cảnh môi trường nó đang xảy ra những cái cảnh cáo để chúng ta để ý, ráng cố gắng. Mình có thiện căn chứ không phải không, mình có phúc báo chứ không phải không, nhưng mà chưa viên mãn. Nếu mà viên mãn phúc báo đó, anh đã buông xuống anh niệm Phật thành tựu. Phúc báo không tính bằng tiền, không tính bằng giàu, phú quý xa hoa đó là cái bề ngoài thôi, mà phúc báo chân chính là sức khỏe, tinh thần, hoàn cảnh, môi trường, pháp tốt, thầy hay, đó là phúc báo. Và có thể niệm Phật một câu phúc tăng vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hàng sa. Cho nên bây giờ họ đừng nhắm lát mỗi ngày phải lễ Phật, mỗi ngày phải lễ tâm có Phật, hướng về Phật sám hối, và để cái hình Phật đó trong đó nó nạp trang nghiêm đó để nhắm tha thiết cứu con với nào. Không kịp cái gì. Công phu chúng ta đó, nếu mà làm là 3 năm trước làm được nó thành tựu rồi, làm chưa được đó, công phu chưa có, bởi vì còn mấy tháng hơi ráng là tiên. Cái kiểu này là tiên sao cơ, cái gì trước đây chúng ta nói ở Việt Nam cũng dám nói, thì ra đây nói thẳng luôn. Nhưng mà Hòa Thượng nó là an ủi chúng ta để mà đừng có sợ hãi, đoan chánh thân tâm, thân phải đoan trang nghiêm nhẹ nhàng an ổn, làm việc đâu qua đó, tinh thần mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta cũng phải đoan, lời nói việc làm để bình tĩnh, để mà ở chánh niệm, để không có bị cảnh giới bên ngoài nó cuốn theo. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta có thể bình tĩnh trong tất cả hoàn cảnh môi trường. Vì tu là chỗ đó, là tu là có thể định, tu là phải khai huệ. Khai huệ thì chưa có, người ta biết vì chúng ta đọc kinh chưa hiểu đó. Vẫn còn nghe nói cái này là âm, cái này là nghĩa, chưa hiểu. Còn hiểu trong đó là tất cả đều thông. Pháp ở đó tâm thông thì tất cả pháp thông, kinh điển cũng thông, mở pháp giới, thế giới ở ngoài, thế gian pháp cũng thông luôn. Đó là trí tuệ.
cho nên chúng ta chưa có cái đó. Mình nó coi á, một bài toán cũng không giải được là chưa thông. Nhưng mà hãy người nào tu được rồi đó, nhìn cái mình đánh biết liền. Ngày người ta bắt nhà muốn sẵn có mà không phải bác sĩ, chỉ nhìn một cái là biết ờ phải chữa làm sao. Cho nên mới ca tụng đó, Phật A Di Đà, A Di Đà Phật Đại Y Vương, từ bi chỉ xả nan lượng, đúng không? Rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta chưa có cái dụng lắm, sao có cái định? Định là tâm thanh tịnh. Điều cần nhất tu hành là phải thanh tịnh. Cảnh giới như gì kệ nó tới rồi nó đi. Không có phiền của mình. Giống như cái tivi đó, nó chiếu rồi nó lại chuyển biến qua cái hình khác, không có ăn thua gì đến cái máy tivi. Nó chiếu gì chiếu, tivi không đổi. Tu làm sao, cảnh giới như thế nào, tâm ta không đổi, vẫn một câu A Di Đà Phật thanh tịnh. Dù chiếu hình đẹp trên cái màn ảnh nó vẫn không có lưu lại ấn tượng. Dù chiếu hình xấu trong cảnh đó, ta mát đạo, nó cũng không hề vui vẻ thanh tịnh. Cho nên bây giờ mình tập vô tâm với vậy thì còn sợ gì chuyện này. Để nào ra cái màn ảnh à, nó vô tâm với vật, nó chiếm gì nó tự giết tự tại, nhìn thấu buông xả tự tại, tùy duyên tự tại niệm Phật trong cái hành xử của mình, trong cái sinh hoạt của mình. Làm thế nào để nó có thể thực hiện năm câu đó? Còn ở bên kia là thể, cái tâm là phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải chánh giác, phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và tự nhiên. Còn cái dụng của nó, sự việc đó phải nhìn thấu, buông xả. Hai câu này. Nhìn thấu khó lắm. Phải từ kinh điển mới thấu. Bây giờ thời gian nó không có để mà thấu. Bây giờ quý vị thấy cái bà cái quyển chú giải á, nó dày như vậy là không phải kinh, là mình lên trình cho mình đọc trong đó, mình thấy là cũng là phải mong muốn nó vô trong đó phải cả nửa năm mới vô được, chứ không phải đơn giản. Mà nửa năm nó thời gian hết rồi, là cho nên chúng ta nói là có lý trong đó, mình đưa ra thí dụ liền, cái biểu ủa sao mà không được dễ như vậy. Nếu anh có công phu chiếu giải vô một hành, định trong đó, chánh niệm trong đó, sẽ thấy được ý của tổ, thấy được ý của kinh, chúng ta vô chưa được. Họ thường vô mấy chục năm mới vô nổi. Bây giờ mình làm sao? Buông xả, nhìn thấu chưa được, buông xả, ráng buông xả đi, kệ nó, cắn răng buông xả đi, hãy mà chịu buông xả đi. Buông xả cái gì? Buông xả tư tưởng kiến giải phiền não chấp trước tham sân si, tất cả tập ý đó cắn răng mà buông xả, dũng mãnh mà buông xả. Giống như ngài Oanh Kha, Oanh Kha pháp sư Oanh Kha đó, trong đó là một vị tăng phá giới đến không biết đường nào, sợ bị ngục, hiểu Phật pháp nhưng mà làm không được, tập khí làm được, cái sợ luôn rồi. Và coi được cái chuyện vãng sanh, ở trong đó cảm động, xúc động trong đó và đóng cửa tu. Ông làm được cái này, buông xả được, cho nên nó không được tới nơi bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ thân thể, bỏ cảnh giới, niệm ba ngày ba đêm và cảm đến Đức Phật A Di Đà đó. Ngài làm được, chúng ta làm chưa được, chúng ta làm chưa được cái đó. Không là không có thể buông xả được cho cảm Đức Phật liền, mà tập khí biết còn, nhưng mà sửa được, ngài sám hối được, còn chúng ta chưa được. Chúng ta sám hối chưa được. Sám hối chân, sám hối là gì? Là hậu vô tái tạo.
là quyết định không làm lại nữa. Sao? Nhận thấy điều dở, cho nên nó biểu thế giới này chết. Ở đây là chết. Có lẫn quẩn ở đây thế nào cũng kinh điển nói, tin tưởng mà làm không được, hiểu mà làm không được, chứ không phải không đơn giản, không phải là không hiểu, hiểu sâu hơn người ta, biết rõ ràng hơn người ta, cho nên biết chết rồi, mình cái kiểu này không cứu nổi. Cho nên đi hỏi huynh đệ đó, biểu có phương pháp nào không để mà giúp tôi, chứ mà đi tu bình thường không qua nổi. Nó mà đến số mạng tới mà người ta kêu xuống trình diện là chết, không biết liền. Cho nên đó là nghe là có phương pháp của phương pháp đó niệm Phật, cứu nạn đó có thể đớn niệm Phật sanh. Cho nên dũng mãnh tinh tiến làm ở trong đó 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm cứu được vô lượng kiếp, bất khả tư nghị mà chúng ta làm chưa được. Tôi cũng muốn làm chưa được là năng lực không có mà. Nhưng chúng ta cái tu đâu có dễ đâu ạ. Hồi nãy tu đi 2 tiếng mà thấy cũng dễ quản rồi đó. Thấy bà con cũng sĩ liễn rồi đó. Chúng ta mới có 2 tiếng mà đi ra thì có 2 tiếng mà. Rồi hỏi anh Long đó, hiểu bao nhiêu? Thầy đi bao nhiêu? Đi nửa tiếng thì chịu ít như vậy. Niệm Phật tính nhiêu đến 5 giờ hả? Không có, 6 giờ đi. Cái gì 5 giờ mới chút xíu mà chưa có nóng gì chưa? Rồi đi ra đi tiếng rưỡi này. Đi. Tôi phải chấm trong đó. Phải kéo lên 2 tiếng. Cái gì thấy không? Nói thì được, làm không được. Người ta đi kinh hành á, 90 ngày bát châu tam muội. Còn chúng ta đi một tiếng đồng hồ đã ăn rồi, mình chưa buông xuống được rồi. Nói cái ý gì hay cho nên phải tập, phải tu tập, phải cùng đại chúng trong đó cố gắng. Không có công phu hoàn cảnh vẫn chuyển mình, chứ không phải mình chuyển hoàn cảnh. Mà thường có cái năng lực, đến lúc mà có chuyện gì đó, Phật tới đúng. Ngài á, tuy ý Phật biểu ở lại thêm chút thì Ngài ở, ông biểu thôi về thì về. Cho nên Thầy có cái khả năng này, chúng ta chưa có. Thôi cho nên nó nguy hiểm, không phải chuyện đơn giản. Mà chúng ta đã trong lên để đánh bạc cái cuộc đời pháp thân khỏe mạnh, cái cơ duyên của chúng ta gặp sống pháp, gặp được Thầy hay, gặp được pháp hay trong đó. Cái cơ hội trước mắt như vậy, ngay như cái đạo tràng như vậy, chúng ta buông xuống cái niệm Phật đường này đủ rồi. Đâu cần nhiều đâu quý vị ạ. Đủ đầy đủ tất cả, tiện nghi tất cả. Ở Việt Nam mà có cái chỗ này là 20 người vô, 30 người vô tu ngon lành, mà hoàn cảnh không cho phép được. Không được tự do đây. Ở đây giờ là chính phủ council nó đã ổn rồi, nó ổn rồi lắm, chứ có thì nhiều chỗ đâu cho chú cổng nó chạy hết chỗ này đến chỗ kia đánh te tu à. Nếu mà bị người ta đập đố, người ta tố cáo, người ta làm đơn, cho nên nó bể à. Còn bây giờ chỗ này nó ổn, cho nên nó mình nó cần mình. Còn thường nói người ta 3 ngày, mình 30 ngày đi, còn 300 ngày trễ rồi hả? Thôi là 3 tháng đi, 90 ngày, 90 ngày. Cho nên á, cái cơ hội ở ngay trước mắt. Bây giờ không phải là phương pháp thường nữa, không phải là cộng tu nữa, mà bây giờ mình phải làm sao vô được công phu từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chuyên niệm Phật. Nếu khởi một ý niệm nào lập tức bỏ ngay, lập tức xong không? Thì quý vị cứ làm được cái khả năng. Mà mở lời ra một cái là ý niệm lên. Trong
Cho nên Ngài Trung Phong Thiền Sư nói: dị niệm phân trì tổng thị mạng. Dị là khác đó. Có một niệm khác nào khởi ra, có một ý niệm nào khởi ra, một ý niệm nó quá nhanh, 1.600 tỷ của một giây, một phần mà 1.600 tỷ của một giây ý niệm thôi. Cho nên cái cảnh giới của Ngài nó như vậy, mà mình không có hệ niệm, không có chuyên niệm Phật đó, thì là một câu niệm Phật mình đã hàng tỷ cái ý niệm nó khởi ra để tạo thành 4 triệu A-di-đà. Nghĩa là một câu A-di-đà Phật đó 1/5 của giây à, mình chia ra 1/5 của giây à. Một giây á, chúng ta niệm cái tâm cứ niệm lên tâm đếm là nó 5-4 tay, một mình 5 chữ, thì một câu niệm Phật của mình nó gần 1 giây đó. Cho nên nó trong đó ý niệm quá là thô. Bây giờ mình khởi ra một cái, mở lời nói ta lập tức đi ra ta vào liền. Khó Ấn Quang Đại Sư nói nhưng mà khó lắm. Thì cái ý niệm thô là cũng cứu chúng ta được, đừng nói cái niệm như thế. Cho Bồ Tát phải niệm Phật đó, chịu không nổi, là nó khống chế chịu không nổi. Bồ Tát cũng chịu thua, Phật trong thập pháp giới bị nó chuyển mê. Đến khi Pháp Thân Đại Sĩ Sơ Trụ Bồ Tát mới thấy được nó, nhưng mà vẫn cái thói quen, vẫn cái tập khí đó, cho nên phải 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới khống chế nó, lên Bát Địa Bồ Tát mới nhìn thấy nó. Người ta đâu có dễ mà. Cái lời này đâu có ai nói quý vị. Hồi xưa đến giờ mình chưa nghe ai nói. Thấy vọng thì bỏ, dễ gì giờ anh thấy vọng là Phật và Bồ Tát trong thập pháp giới chuyện thua luôn, y giáo của mình. Tuy là họ không thấy được, họ không dùng được, nhưng mà y theo lời Phật, họ tương tự tức Phật, giống như Phật, chứ chưa phải là Phật. Bây giờ chúng ta đó, mấy giờ pháp môn này, vậy mà mình niệm Phật ở trong đó 3 năm, thường thường 3 năm. Bây giờ dũng mãnh tinh tấn à? Không dũng mãnh tinh tấn không nổi, mà không dũng mãnh tinh tấn đó không đạt được công phu, anh phải đi đến cái chỗ an toàn. Mà biểu anh đến giờ đó để niệm Phật đi, dễ cái dầu gì đau một cái, đau bụng một cái mình thấy chớ giới luôn. Ăn mà trúng độc đó là tôi chứ, tôi mà ăn mà bị trúng độc á, thử tôi mấy lần dễ sợ, là tay chân tay bãi hoài, không còn lực không còn sức, nó phải nôn ra thì nó mới lấy lại sức, mà không nôn ra là nó chịu, nó khó chịu vô cùng. Nên lên đây nó thử, anh qua được cái thử liền đó. Đau bệnh chóng mặt nhức đầu không quay vòng mà vẫn niệm Phật, anh vượt qua được cái này đó là ngon. Mà lâu lâu nó thử mà vẫn chưa được nữa ha, mà chóng chóng nó quay cuồng ha, tinh tú quay cuồng đó là tết rồi. Cho nên thử mình coi con mình có niệm được 10 câu trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt thống khổ đó không. Chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm đau bệnh lắm mà, thử đi. Lâu lâu á tự nhiên nó thử là ăn trúng độc là biết, tôi ăn đồ ngộ độc cái đồ trời ơi cho thổ tả đó, dễ sợ, nó không có đơn giản. Rồi đó, nhiều khi oan gia trái chủ nó lắm đó, nó làm sao mà cái xương sườn của mình nó đau đi đổ mồ hôi hột luôn. Đi qua Singapore bị rồi, thế là bị đi bác sĩ thì không thấy, không có gì, tôi biết rồi. Kỳ này là nó bao dây mình, nó quýnh luôn. Rồi á, chúng ta phải núp vô niệm Phật được. Lúc mà nó hành đó, chỉ nhìn Phật đổ mồ hôi, niệm không nổi. Đau quá, niệm không nổi, nó nhìn nó bị niệm Phật, bây giờ đau quá. Cho nên những cái đó là những cái thử thách của mình, lấy cái đó làm công phu. Mình học rồi mà, đi học là phải thi nhá hả? Chứ học mà không thi hả? Thi rồi rớt hết trơn hả?
thì là sao? Phải học lại chứ sao hả? Cho nên còn nước còn ăn, rất chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm đau đớn thống khổ nhiều lắm. Để dập cái tay một cái đấy nha, là nó tê tái người luôn. Cái chai vô đá đó nó rớt, tôi đi đỡ, tôi đâu có để nó đâu, để nó đánh vô á, vô cái thành xi măng cái là bể nổ. Mà cái thằng kia nó không biết ý, nó đỡ phụ tôi, kéo ra làm cái chai nó ngã. Tôi phải lấy cái tay cho hứng, dập cái tay tê tái. Tê tái còn ngon không? Tê tái đau biến à. Và trong đó là nó muốn xỉu. Mà lúc đó chưa biết niệm Phật à. Lúc đó mình có gắn gượng niệm Phật được không? Cho nên á, hãy lấy kinh nghiệm mà chưa có đó, chưa được công phu đó, chưa vượt qua cái thống khổ này để chánh niệm á, niệm Phật đó, thì hãy cố gắng lên niệm. Cái ải á, tử này, cái cửa tử này không vượt qua là chết. Không phải chuyện thường đâu, sanh tử sự đại. Nó đây là những kinh nghiệm tôi có. Nó có liên đồng là tôi phải chết, chết, chết. Bởi vì tôi thử cái đó mình từ đầu nó cảm ứng. Cái chân đang mình mà dập một cái là thấy tê tái, chứ không phải đơn giản. Mặt mày say sẩm là phải ngồi xuống ghế đó, đứng không được là ngã đó. Nó lên đây tay nó dùng cái này để hiểu công phu của mình. Qua cái đó nếu không được đó, mà đến giờ mới ra đi mà tê tái, đến giờ ra đi mà thấy cô đơn, rồi thấy lo lắng, không biết đi đâu, nhắm mắt rồi không biết sẽ đi về đâu, thì cái việc thấy nó tê tái như thế nào. Còn khi bị thương cái nó tỉnh lát, tỉnh dậy đó nè. Còn cái này đi luôn, đi qua một cảnh giới khác, đi qua một thế giới khác. Đời này cái duyên á, là người, cái duyên gặp Phật pháp, cái duyên gặp tịnh độ, duyên gặp được đó, phương pháp hay, lại bao năm trôi lăn không lục đạo luân hồi. Cho nên rất nhiều người mơ, rất nhiều người thấy những cái cảnh giới xấu, mà ở trong đó có niềm mơ, và sẽ đi đó đọc hết. Bao nhiêu người á, là la người trôi nổi ở dưới nước như vậy, những người áo đà ở trên, áo đà nè, áo màu nâu nè, áo đà là đi ở trên. Nói người tôi cũng biết, tôi không hiểu đi sao hả, nó chưa có công phu hả, làm sao mà đi, thế sao mà bay trên đó được. Bây giờ đi lướt lướt rồi đi như gió đi không được, nó đi bay lại đúng nè. Tôi biết, chưa biết, tôi chưa trả lời được. Nó hỏi tôi như vậy, tôi biết, chưa biết. Nhưng mà thấy được, về đến học viện mới thấy là những người áo đà mà cũng có duyên lên đó tránh nạn ở trên tai nạn. Đó là câu trả lời. Họ sẽ vượt qua cái này. Bởi vì cho nên nó nói gì á, là học viện Hòa Thượng Tịnh Không đang thiết lập những cái đó, đang chuẩn bị cho 10.000 người tới để mà lắng tay. Chúng ta là những người có duyên, thấy không? Người nào mà thoát được đó, để ra là bay trên tay nạn á, lên trên tay nạn. Còn người nào kẹt cái dưới đây là bị tai nạn cũng. Cho nên tôi nói thôi giờ đi nghỉ mát đi. Các bác các cụ đi ra Việt Nam 3 tháng thì ở đây cũng lên kia 3 tháng mà, đâu có chết cái gì đâu à, có lỗ chút à. Cho nên nó không có là ấy đến đây Hồng Kông có thể hôm qua, nhưng mà Tân Gia Ba, Mã Lai với lại Thái Hoa sẽ qua, vì nơi đó nguy hiểm. Ở bên
Singapore đó, Singapore chỉ có một cái miếng đất của nó đó, cái chót là nhìn cho mỗi đời có một cục xíu à, thấy chưa? Cho nên đó hậu hổ rồi, nước ngoại dân nó ấy một cái là mất luôn, cho nên cuối cùng không có, có mấy cây số à, đường kính của nó mấy cây số đi đông tây nam bắc mấy cây số à, bởi vì nó quét một cái cho nên mấy tháng chín rồi người ta mất, cho nên hòa thượng đó nói chuẩn bị đi để mà cúng, để mà có duyên họ có thể lắng cái tặng cái này, để mà chuyển qua một cái kỷ nguyên mới, chuyển qua một cái cuộc đời mới, trong đó tất cả mọi người đều là thiện lành chuyện tốt đẹp. Những người đó trong đó có vị thượng nhân ở Đông Bắc đó, người đó sẽ tâm trạng, người sẽ thánh trạng, không còn những cái phiền não nghiệp kiến nó xảy, là thành những người tốt với họ là. Cho nên đó, trong cái tiêu chuẩn đó chúng ta cải thiện, từ đây đó, trong đó phải sám hối, không làm ăn, quyết định mình đã công phu chưa được thì trong cái sinh hoạt hàng ngày mình phải đạt được cái tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nữ, mà muốn thiện nam tử thiện nữ nhân đó anh phải là có đệ tử quy, đệ tử quy là căn bản, tâm tư vô tà, tư tưởng ý, ý nghĩ, lời nói, ý niệm của nó đều không có tà vọng, đều thiện lành, đều lương thiện, đều tốt đẹp, chỉ vì người chứ không vì mình. Vì người trong gia đình phục vụ là không còn cái chủ nghĩa cá nhân nữa. Còn bây giờ là chủ nghĩa cá nhân, nên mình đâu có dám đụng với mấy đứa nào đó đâu. Nó hiểu là đầu của nó, nhà phòng của nó, cái gì cũng của nó, đó là chủ nghĩa cá nhân. Để tự nguyên không có, anh phải phục vụ gia đình, không phải xã hội, phải gia đình trước đó. Thì đó, trong đó mình phải từ đó mới vô thiện nổi. Còn không có thiện của mình, nó không có nền tảng cả mình. Cái việc làm thì thiện, nhưng mà ở trong cái thiện đó là cái tạc. Cho nên nó, người xưa nó biết được kiểu mình cho cái hạt giống tốt thì mới tu thành được. Khó không phải vậy, đệ tử quy vậy chứ không có đơn giản. Bây giờ Ấn Quang đại sư nói hãy coi mọi người là Bồ Tát, thấy chưa? Họ thường cũng nói vậy, phải coi á, mọi người là Bồ Tát, tất cả hoàn cảnh môi trường là do Đức Phật A Di Đà hóa hiện, không có tâm khinh dễ khinh khi, mà phải tâm giữ gìn bảo vệ tốt đẹp. Người nào tất cả mọi người, người thiện người ác người xấu người tốt, tất cả là Bồ Tát. Cho nên nó nghe, ráng nghe, ráng nghe hòa thượng thuyết pháp để chuyển đổi ý tưởng, ý niệm của mình. Thì nếu mà tâm chúng ta chuyển được, cái nhìn của chúng ta là cái nhìn tà, tà kiến, bây giờ chuyển thành chánh giác, chánh kiến là A-la-hán, mà nó cao hơn chút nữa, Bồ Tát là chánh đẳng, chánh giác, mà thành tựu nó là vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Cho nên cái nhìn nó đổi. Còn bây giờ chúng ta nhìn đó, người này xấu, người kia tốt, người nọ là ông gia, người này là trái chủ, nghe đây, tất cả là phân biệt, chuyển đi, mà để tự quy giúp mình chuyển. Mà lần đó phải thành kính khiêm hòa, cái này khó chứ, bốn chữ. Nếu mà bốn chữ nào được là thành Phật tánh, chân thành, cung kính, khiêm nhường và hòa hợp, hài hòa với tất cả, bốn chữ này mà không có nền tảng căn bản nó là giả. Chân thành đó khó. Các cụ á, mà bình dân á, sống ở dưới quê đó, một người chất phác hiền lành đó, họ được
Cho nên họ niệm Phật thành tựu là không có tâm á, tâm quẹo. Ở trong kinh nói cho chúng ta hòa nhan ái mục. Trong kinh nói cho chúng ta là không có hư ngụy sĩ khúc chi tâm, trang nghiêm chủng hạnh quỷ phạm cụ túc, quán pháp như hóa tam hội thường được. Vậy cho chúng ta giữ kinh vô lượng thọ là tịnh độ, cho nên phải đạt được cái tiêu chuẩn này anh mới tu thành tựu. Bây giờ tới giờ tôi nghĩ lại là lão thật người Phật không phải vậy, mà người lão thật đó, người quê mùa mới lão thật được, người thành phố lão thật không nổi. Người quê họ chất phát đó, bình dân lắm, họ là rất là đơn giản, không có nghĩ công quẹo, không có nghĩ, đó là quê mùa mà. Cho nên họ niệm Phật vô dễ dàng, họ hợp với đệ tử quy. Còn chúng ta sống thành thị, biết nhiều quá, cho nên mới hở ra, ấy cái thằng đó không tốt, mới ngó ra, ô cái con đó hay, mới này ra, ô cái này nó có ý đồ, thì thấy không, không có chân thành. Còn người bình dân nói gì cũng được, thì chúng ta không đủ tư cách. Cho nên nhiều người nói niệm Phật đi, chỉ một câu niệm Phật vô, tôi nói không được, anh không đủ tư cách, anh phiền não nó xen vào, anh nhập thất chết nữa, phiền não nó vô nó xen vào với câu niệm Phật, niệm một hồi trong đó là khẩu quả nhập mà. Còn á, người bình dân cũng cứ niệm hết đó, ông á, cô Lưu Giang đó, người phá tồi đó, ông niệm không hỏi gì hết, hiểu Nam Mô A Di Đà Phật, đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật, cứ niệm đi, niệm sao không hỏi, niệm đến bao giờ không nói, niệm khi nào thời khóa không tăng. Thế thì niệm Phật có thời khóa nè, rồi ở ngoài cái thời khóa nó làm cái gì ta bà. Cho nên mình không lão thật được mà. Nó vô đó là thiệt, cũng hỏi thầy chương trình của thầy như thế nào, gọn lọc cũng hỏi thầy như chương trình như thế nào, không lão. Người lão thật trong đó chuyên niệm Phật, không xe tạp. Anh mà còn nghi thức, đó là đại chúng cộng tu, chứ không phải công phu. Nam công phu ạ, công phu còn phải nói nè. Cho nên giờ tôi vô chuyên niệm Phật, nghi thức cắt hết. Trong đó phổ hiền cảnh chúng đó, đâu cần phải phổ hiền cảnh chúng đâu. Coi phim 2012 thấy rồi á, hòa thượng nói lâu lâu á coi lắm cả. Thì rồi tôi về xin đi tôi coi, đạo lý rõ ràng, nguyên tắc nguyên lý nói rõ ràng thật lắm. Ôi sự cảnh giác chứ không phải nó làm phim á ẩu tả đâu. Những cái nó nói đó thì chúng ta mới biết, như là cái hình họa họa đó, nó vẽ đó là quả đất này sẽ bị hiệu ứng của microwave. Thế là ở đó, trong đó, mặt trời đó nó bị kích động, nó phóng ra nổ ra, và nó phóng những luồng phóng xạ xuống. Những luồng điện đó có những luồng nó mạnh mẽ như microwave. Quý vị thấy chúng ta tôi bị rồi, tôi nghĩ chủ non nghĩ của mình, tôi lấy cái trứng đó tôi cho vô cái ly, mà cái ly nó cái đáy nó dày lắm, cái ly như ly uống bia vậy đó, thế nha, tôi cho nước vô, tôi để trong microwave, cái nước nó sôi, cái nó chín lò trứng, thế cha. Ai ngờ đâu không phải là vậy, mà nó từ trong nó chín ra, tôi mới đụng cái bấm cái nút, nó bùng một cái nó nổ.
nó nổ mà may quá cái kiến nó không bay, mà cái đế bằng sắt đó, để cái tầng đó tôi để cái liên đó nó cong xuống luôn, rồi ở trong đó trứng văng tới nơi luôn. Đây cái quả địa cầu cầu chúng ta, ở trong thì lỏng, ở ngoài thì cứng, cho nên nó quay cái vận tốc đó với cái vận tốc nó là 24 tiếng một vòng như máy bay phản lực. Từ đây chúng ta qua Mỹ là 12 tiếng, tính như vậy đi, thấy không? Nó 14 tiếng mà chúng ta 12 tiếng, vậy mà trái đất nó quay 24 tiếng hết vòng, 12 tiếng nó quay hết nửa, mức tốc nhanh như vậy. Cho nên khi nó quay như vậy đó, nó phát ra điện thành cái dynamo phát điện của máy xe hơi đó, đang nó quay quay đó phát ra điện, điện nó làm cho máy nổ. Không có điện á, có xăng á, nó không chạy, đúng không nè? Phải có cái bình, phải có dynamo thì nó mới đánh lửa, nó mới chạy, còn không có điện nó không chạy, đúng không nè? Rồi khi mà tia, những cái tia phóng xạ đó, cái năng lượng nó lớn hơn bình thường, nó làm cho ở trong nó sôi. Và khi người ta mở cái nắp ra đó, dưới mấy mười mấy ngàn feet, mười mấy ngàn bộ đó, quý vị thấy nước sôi không? Và nhiệt độ nó tăng lên nhanh, trong vòng mấy giờ nó tăng tăng, giống như cái máy phu quay chúng ta đó, để vô đó nó nhanh, nó sôi nhanh hơn là bếp không, đúng không nào? Cho nên cái hiệu quả đó. Và khi nó sôi như vậy đó thì phun sức sạch, nó phun ra núi lửa phát ra, động đất phát ra. Và khi nó nóng quá đó thì cái vỏ trái đất sẽ nhiều cái bánh trang, đất nó nhiều bánh trang nứt hết, cho nên nó sụp những cái đường nứt đó. Người ơi, thì nghe nó giảng để coi con lúc trước tôi coi hình không à, bây giờ lại coi để ý lại nó giảng rõ ràng như vậy. Và khi nó sụp xuống đó, thấy không, nó đang cương ra thì nó giữ, mà khi nó cương ra nó cái chỗ nào mà nó hai cái nó gối đầu á mà nó trợt á thì nó thành động đất 700-800. Mà khi này nó sụp xuống như vậy đó, động đất 10-11. Vì nó không có cái ruột, cái ruột nó bị co lại, nó phun ra là co lại, thấy chưa? Nước nó xì hết rồi, nó rỗng thì cái vỏ địa cầu nó là crush displacement, là nó bị nứt, nó bị bể chứ không phải nứt, nó bị bể và nó di chuyển. Và nó khi nó nổ, nó sụp xuống như vậy đó thì sao? Nó sụp xuống thì sao? Thì nơi nào mà bị sụp đó, nước sẽ dâng lên. Cho nên nước đó, nó dâng lên đến đỉnh Di Mã Lạp Sơn luôn. Trong phim đó hả? Thấy không? Thấy nước biển không? Nó sụp trong đó, khi nó chuyển đổi, nó sụp trong đó, có những vùng nó sẽ nâng lên, giống như ở Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan có những cái đảo mới. Còn Duyên Hải nó bị chấn động như vậy, bị bay hết. Và những nơi nó núi như là Di Mã Lạp Sơn đó, nó sụp xuống nặng quá, nó sụp xuống. Nó sụp xuống như vậy, nó đẩy cái chỗ mỏng lên, cho nên thành những ngọn núi mới. Nên nó nói có đạo lý là, mà nước ở đâu tới? Nước ở đâu, cái biển có nhiêu đó à? Làm sao mà nó lên đến Di Mã Lạp Sơn? Di Mã Lạp Sơn sụp xuống. Người ta nói biển dâu quá thành cái gì đó, nó biển dâu thành hải, rồi hải nước biển nó thành biển dâu, thì biển nó thành bờ, bờ thành đấy, như vậy. Và thấy không, thấy ở cái Cali quý vị, nó nứt không, những tảng đó, những cái mảnh đất lớn được lớn mà nó như cái bánh vậy đó, bánh con lan á, nó nghiêng ra nó sập xuống nhau. Nên ở đây mình mà không có công phu ở trong hoàn cảnh nó như thế nào, nhìn đồ chơi là mấy cái cầu
như đồ chơi vậy. Mình trong cái hoàn cảnh đó mà thường nói hãy làm quen với nó để không có quá sợ hãi, sợ hãi khi đi vào những con đường xấu ác. Giờ chúng ta bây giờ các nước đó người ta không muốn nói những điều này, người ta không muốn lo những điều này, sợ chúng sanh sợ hãi. Sợ hãi thì cho chết ta, rồi xã hội nổi loạn. Cho nên ở đây chúng ta biết kể, biết rồi hãy cố gắng, đừng có đánh còn mấy tháng nữa, kệ đó, mình đó bỏ mấy tháng đi. Thôi nghĩa là con còn công việc, rồi công việc làm gì nó tới một cái là chết luôn à. Vậy nên tôi nói thôi đi nghỉ mát đi. Giống như hồi xưa mà đi Việt Nam đó, đi bước 3 tháng thì chơi đi 3 tháng luôn. Thế không, còn bây giờ cái này có nhiều nguy hiểm là thôi, không có thời giờ thầy, chưa sắp xếp được. Tỷ lệ người thiệt mạng tính bằng phần trăm chứ không phải bằng số. Mấy chục phần trăm, tôi nghe mới nói 80% đi rồi. Còn không á, Đức Quỳnh Giáo Chủ á, bên Hòa Hảo đó, 10 người chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, khoảng 90% mà. Bây giờ mình đang lên những cái tiên đoán này, khoa học cũng tiên đoán, sống trạng tình cũng tiên đoán, các tôn giáo khác cũng tiên đoán, mình đã khơi khơi như vậy. Bây giờ cho nên chỉ còn á, cái hồng danh này của chúng ta, chỉ có 6 chữ, 4 chữ này của chúng ta, bỏ nó ra là chết. Bây giờ mình làm sao vô công phu là giờ lấy Ấn Quang Đại Sư quyết định vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ngày viết cái giấy có một tờ ráng mình trong đó mà tu hả, làm sao để tâm mình luôn luôn niệm Phật nào, có được công phu này chưa, chưa cần thành phiến, chưa cần nhất tâm, mà ra trong đó chỉ một câu niệm Phật giữ nó từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, hỏi sự hỏi chúng ta làm được chưa, đừng có nói gì hết cả, cứ cái điều nè ở qua đời xin nói nghĩ làm được chưa, không cần hồi hướng, không cần nguyện gì cả, anh giữ một câu A Di Đà Phật đủ rồi. Ở Phật ở trong đó có nguyện lực, trong đó đầy đủ quả giác cho tất cả chúng sanh, trí tuệ, năng lực, phúc báo, tất cả đầy đủ, anh có được cái này thì trong đó chúng sanh nhập, còn không có thì anh hờ hướng cũng vậy, cảnh chúng cũng vậy, anh chúng gì như cháy lửa cháy đầu, giờ thấy đầu có chút xíu à, còn kêu quả dầm sơn nó nổ lên trong đó, người thấy không, nó lọt xuống nó là chết rồi. Người thấy ở trong Yellowstone không, người nó nổ còn hơn có nguyên tử là làm sao chịu nổi hả, đâu phải lửa cháy đầu đâu à. Thấy cái ông đó, ông đứng ở trên núi không nè, thấy sao nè, một cái cảnh đó mà tao thấy mình là chết ở trên nơi nó chạy không kịp, mà nó là cộng nghiệp, nó là ở trong đường đó anh đi gặp, anh chỉ có công phu bỏ thân xác này trong lửa đỏ anh đi, cái công phu trong kinh nói ví như tam thiên trong đại hoạn cũng nương nhờ thần lực mà sinh hoạt, anh phải có trong cuộc chuyển biến liền, đổi đàn lập tức. Từ cái đài số 8 này nó đang cái bom đang rớt xuống, mình chuẩn bị cái gần rớt bấm một cái kịch rồi qua cái đài này không thể, cho nên trong tai nạn mình A Di Đà Phật gái trong đó Phật cái phóng hào quang xuống cái lên liền. Mình hiểu đạo lý bây giờ phải sao, vấn đề là thực hành, bây giờ không phải lý luận nữa, một bài kinh nè hoan hỷ vui vẻ phấn khởi đầu đầu quá à, vấn đề rồi nó hết à, bây giờ làm sao mới vô công phu. Cho nên á, lần này chúng ta phải là công phu, chỉ nhắc nhở nhẹ nghe nhiều rồi, nghe lâu rồi, thấy chưa, bây giờ sao mà đâu công phu của con, tại sao như vậy, tại sao mà niệm Phật không được,
tại sao kinh hành không được, tại sao lại ngán vô, thì những cái này chúng ta phải giải. Tại sao con không buông xả được? Cái này là cái công phu mà còn một thời gian lắm. Cho nên chúng ta phải giải quyết vấn đề nghiêm trọng. Tại sao đạt được công phu? Phúc báo có hay không? Để anh có thể hoan hỷ niệm Phật. Hoan hỷ niệm Phật là có phúc báo. Mà vô được niệm Phật rồi trong đó thì tự nhiên nó giải quyết được tất cả. Thân thể mình khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, vượt qua được chứng ngại. Còn giờ mình vô niệm Phật đó, nửa tiếng, một tiếng mình là ngủ gục. Là trong đó nó hôn trầm, là tinh thần không lấy lên được. Anh phải lên nó 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nó mới vượt qua. Còn anh chịu thua nó là nó cứ tà tà. Mình phải vững vàng trong đó là đi kinh hành. Nó mới là Phật lập tam mục, chi Phật gia trì, năng lượng lên. Còn ngồi đó khó, ngồi khó kiểu. Mà trong đó cái ý chí trong đó nó vượt qua cái kinh hành đó. Khi nó vượt qua cái hôn trầm giải đãi đó thì thân thể nó lại được. Mấy người như tôi ở Việt Nam đó, mấy em thanh niên đó, nó vô đó từ 3 giờ đến 9 giờ rưỡi là nó đi. Đứa nào đi được là vô, nó vô luôn, không ăn cơm. Đến 9 giờ rưỡi xong rồi mới ăn cơm. 9 giờ rưỡi tối lắm. Vì đi ăn cơm là mất công phu, là gián đoạn, là xe đạp. Cho nên nó là đi luôn. Mà hãy nó qua được rồi là nó qua được. Vẫn còn sức, vẫn còn có thể đi tiếp. Cho nên xin 2 tiếng nữa đến 11 giờ. Bỏ cái buổi cơm chiều sáng với trưa thôi, còn buổi chiều anh đi luôn. Mà không phải một tuần một lần, ngày nào cũng như vậy. Thì trong đó thanh niên nó có thể được. Nó vượt qua cái chướng ngại rồi, vượt qua cái giải đãi rồi. Cho nên nếu như vậy nó công phu quá thành phí trước mắt. Anh cứ vậy hả? Anh dẫn hả? Ngày nào cũng là 6 tiếng 8 tiếng trong đó mà đi liên tục trong cái đêm, làm sao không có công phu? Rồi trong đó đại chúng trong đó là nghe pháp trong đó, rồi đại chúng nó kèm giữ trong đó, cho nên nó chướng ngại ma chướng không khởi ra. Còn tu một mình thì sợ, tu một mình thì không nên. Nói cho nên nó nên cộng tu với nhau, nhất là những người tinh tấn, và tìm nó người đồng tu với nhau. Bây giờ phải lấy một phù hợp là giải quyết vấn đề có mấy chục ngày, mấy tháng mà giải quyết tất cả vấn đề. Phần cá A Di Đà tiếp dẫn một cái này tôi xấu. Ai mà cảm ứng mà ngài sẵn sàng cảm ứng tại chúng ta không vô được. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao lấy cái hoàn cảnh này. Cái hoàn cảnh này là tăng thuận duyên. Kỳ này phải bỏ. Tôi phải bỏ, không có nấn ná nữa. Tụi nó con cháu thôi không được, không ở nữa, ở cho chết. Bây giờ mình phải giải quyết bằng trong cái thời gian ngắn, là đâu có dài đâu ảnh, đâu còn đâu có cần phải đợi phải mấy năm đâu. Bây giờ đâu có tính mấy năm, bây giờ tính mấy tháng thôi. Lúc xưa họ thường nói còn 3 năm, thường họ thông thường 3 năm 5 năm được rồi. 3 năm 5 năm qua rồi hả? Mình 3 năm 5 năm qua rồi, bây giờ công phu cũng cũng chưa thấy nữa. Bây giờ đâu có cho chúng ta 3 năm 5 năm được. Mà những người còn lại đó là lên đó cảnh giới không gian 4 chiều, không gian 5 chiều. Anh có phúc báo, anh có thiện căn, anh tốt lành hơn, cho anh qua được. Cho nên đó, bây giờ mình làm ráng, ráng sao che cái xấu lại, bỏ ác. Nó là gọi ở trong nó khoa học nói là phải ẩn ác mà dương thiện, cải tà quy chánh và đoan chánh thân tâm thì vượt qua cả giới.
đó là khoa học gia không? Thấy một vạn vật môi trường do ý tưởng, ý niệm mà tạo thành. Cho nên bây giờ Ngài nói, nếu mà muốn cứu trái đất, nếu mà muốn cứu mình, thì phải ẩn ác dương thiện. Nghĩa là làm thiện, bỏ ác, đừng nhắc nhở, đừng có để tâm, đừng có nói tới, đừng có nói ra, để mà ẩn ác lại. Mà hãy mình nói, mình không làm, mình nói ra cũng bị dính luôn. Cho nên là ẩn ở đó, đừng có nhắc nhở. Cái tâm của mình phải toàn thiện. Trong đó Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà nhàn á, nhàn rỗi đó, nếu có thời gian á, đừng có nhàn đàm. Và khi nhàn đàm á, đừng có nói lỗi của người ta, đừng có kể lỗi của người ta cãi nó. Mình phải phát từ bi đi. Có những người thấy mà rõ ràng là làm ác như vậy, thấy chưa? Bây giờ phát từ bi, họ không hiểu nhân quả, họ không thấy được. Cho nên có phúc báo, có quyền lực, có uy thế mà lại dùng cách sai, mà mốt đọa tới nơi. Hòa thượng giảng cái kinh đó, phát khởi Bồ Tát chí nhận tin đó, đúng không? Có giảng cái đó. Trong một nhóm tăng đoàn có hai vị biết thuyết pháp, cho nên các thầy kia lại khó chịu tật đố. Khó chịu tật đố thì sao? Thì bêu xấu, phỉ báng, làm cho Phật tử nghe. Và làm sao? Phật tử nghe trong đó không còn tính tâm với hai vị pháp sư nữa. Thì những cái vị kia đó mất đi đó, đọa hết đó 1.800 vạn năm ở ba cái địa ngục. Mới đầu địa ngục sâu, rồi đến trung, rồi mới nó lên đến nó hạ, nó nhẹ hơn. Và sau khi 1.800 vạn năm ra khỏi địa ngục rồi, thì sao quý vị? Bị dư báo vào ngạ quỷ, đói khát bao nhiêu vạn năm, và lên đến đòi súc sanh, chó ghẻ, lang chó. Ở nơi đó bị người ta đói khát, bị nó lấy đá nó chọi, và đến khi lên làm người câm què ngậm điếc. Chúng ta thấy những người những em đó mà nó bị tàn tật đó, nó không phải tự nhiên đâu. Có nhiều người sống ở Việt Nam cũng có hóa chất à, cũng có màu da cam á hả, mà sao mà có người có người không? Thì không phải là mọi người, trong đó là cái nghiệp của chúng ta trên dư báo chứ. Mà mấy chúng ta nhìn á, vô á mạng mà coi mấy em mà nó bị đó, tôi không dám nhìn nữa, tôi không dám coi nữa, nó dễ sợ lắm. Cái đầu thì bự, trong đó là mặt méo, là đủ thứ chuyện đó. Đấy, như vậy. Bây giờ người ta muốn tu mà bị chướng ngại, bị cản trở, thì quý vị thấy những người cản trở đó, trong đó có những người xuất gia cản trở Phật tử tu hành, thì mình nghĩ coi cái tội này như thế nào. Cho nên phát khởi tâm từ bi, ráng tu để mà giảm bớt tai nạn, giảm bớt thì kiếm thật. Mình đó thương, đó là các Bồ Tát ứng hiện để thấy cái lỗi đó. Mình hiểu, mình biết rồi, cái tai họ sẽ tới, họ chỉ cho mình. Cho nên ở trong đó phát khởi tâm từ bi, coi tất cả vì mình dở mà Bồ Tát phải đóng vai khó. Đấy chưa? Nếu mình ngon á thì đâu có đóng cái vai này. Đấy chưa? Tại mình dở cho nên phải đóng cái vai ác lên. Mà mình thấy người ta chịu hy sinh phát thân, chịu hy sinh mạng của họ để giác hộ cho mình, thì cái nhìn quý vị phải chuyển đổi lại. Vì quý vị thành thánh nhân, thành Bồ Tát, thành Phật.
còn mà ở trong đó chỉ trích phê bình đó thì cùng lỗi với họ. Cho nên trong Đệ Tứ Quy nói dương nhân thiện tức thị thiện, dương nhân ổn tức thị ổn. Nếu mà nói dương là đưa lên đó, phơi bày lên đó, đó cho cái thiện của người ta thì tức là anh thiện, anh tốt. Mà nếu anh nói, anh phô bày cái xấu của người ta tức là anh xấu đó. Mà thường thường á, chuyện thiện đó thì ít được phơi bày, không có dương. Mà chuyện ác đó thì dễ dương. Đấy nha, trời ơi, bà biết không, động trời rồi đó. Thấy không, với chuyện này tự nhiên nó nói nó thuận, thấy không, nó trơn, nói dễ dàng. Còn cái chuyện thượng đó, thiện á, người ta đó nói nó ngượng ngượng sao đó, nói hình như là gì quý vị, như là mình bỡ đỡ, thấy không, mình tăng bốc nó. Cho nên ở đây á, ráng cố gắng mà chuyển đổi lại đi, không chuyển đổi không kịp nữa. Đây là chuyện nhìn. Nên Phật dạy chúng ta không phải ở trong chánh điện đâu, mà dạy chúng ta tu là trong sinh hoạt này, nhìn cái thái độ, nhìn cái cử chỉ, nhìn cái lời nói, việc làm, nhìn cái hành động chúng ta, biết công phu chúng ta như thế nào. Họ sự tình không đóng hả? Mọi người thấy không, ngày càng ngày ngày càng ngon, mình ngày càng dở. Nó vẫn đầu trong đấy chứ ngon lành đó là mình nghĩ là hoài phòng ha. Ở trong đó nó gọi là cái tiếng nhìn nó nói người á, một người á đàn ông bận đồ trong đó đâu bây giờ oai phong lẫm liệt thì bận đồ trong đó trang nghiêm vô cùng. Mình đã thấy người ngày lớn lên, ngày nó đứng thẳng mà thấy gầy dễ khác nè. Cho nên đây là cái đức tướng hiện, biểu hiện cái tâm mình độc tâm, biểu hiện tâm mình là, biểu hiện tâm của mình quả đạt. Cho nên nó rất là ngoại phòng vậy đó. Chứ không phải biểu tu tu của biểu cứ tu dữ lắm, dữ dữ mà sao cái mặt anh tu nhiều mà cái mặt anh vẫn còn dữ, là không phải. Cho nên phải sửa lại tướng mạo, mình phải sửa. Mà nếu mà mình không sửa đó, gương mặt mình xấu thì cảm ứng đến cảnh giới xấu ăn. Nên nó cảnh cảnh giới mấy cảnh giới khác đâu có đẹp đâu hả? Cảnh giới tiên, cảnh giới trời đẹp hơn là. Còn cảnh giới ngạ quỷ đâu có đẹp đâu. Thấy không? Xấu cho nên đó, mình ráng làm sao giữ tâm cực thuần tình, thuần thiện. Bây giờ phải là hãy y theo á Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bồ Tát có một pháp không đọa vào ác đạo. Pháp đó là gì? Là ngày đêm thường niệm thiện pháp, ngày đêm thường suy tư thiện pháp, ngày đêm thường quán sát thiện pháp, không để một tơ hào bất thiện nào xem vào. Niệm đó là tâm thanh tịnh, tâm thiện, không để cái tâm ác là vọng tâm ác. Suy tư là tư tưởng ý niệm khởi ra, cái tâm thiện đó mà khởi ra ý niệm xấu lập tức chừa ngay, lấy cái ý niệm Phật thay thế nó vào. Ấn Quang Đại Sư nói chuyên niệm Phật không xen tạp, ở trong đó ngài khe khẽ hoặc niệm thầm vẫn biết mình niệm Phật. Nếu mà khởi lên một ý tưởng nào, ý niệm là phải dứt ngay, phải tức thì dừng ngay. Đấy, cái công phu đó mà quý vị biết mình là khởi niệm, biết mình là sai, biết mình là vọng tưởng, tức là giác đó. Còn bây giờ nó cứ khởi đi, nó si đó, nó mê đó, cho nên nó đã đời rồi lúc đó mới quay về, trong đó là si mê đó, không giác là
linh giác và ngay lập tức quay lại. Cái người thấy ông qua thì sư dạy lập tức nhìn ngay, hãy luôn luôn có tâm sám hối. Con ở nơi đây là con sanh, con vợ. Tuy anh ở đây mà tâm không ở đây thì anh mới có thể là tương tự Đức Phật. Nhưng mà tâm của chúng ta vẫn là vọng tâm. Bây giờ mình tu lại, chuyển đổi lại. Nên thì trong đó nhàn đàm, khi mà nhàn rỗi mà nói chuyện nhau đàm đạo đó, đừng nhắc nhớ, đừng có nói, đừng có nghĩ đến cái lỗi của người ta. Hãy lo việc của mình, đừng xen vào việc của người. Hãy coi á, mọi người đều là Phật Bồ Tát, mà chỉ có một mình ta là phàm phu. Nếu quả thật có thể tu hành được như vậy thì quyết định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây ông Phật nói, Phật dạy rõ ràng. Ấn Quan Đại Sư tức là Đại Thế Chí nói mình làm sao thế này, nhắc nhở nhau là, mình nghe Pháp mà nhắc nhở nhau là, khuyên bảo nhau là, đồng tu với nhau là, cùng tu hành với nhau là, giúp đỡ mọi người làm việc tốt là, mình thành tựu, mình đó có được cái duyên này cũng giúp đỡ cho chúng sanh. Nghe thấy quả là chân thành là quả là chất phát là. Mấy bà cụ chỉ giúp người thôi à, đâu có chửi bới ai đâu, làm gì bà làm được gì, đâu có cần lớn lao đâu, làm được cái gì là làm. Vậy là chúng ta phải tập cái này. Mà tự nhiên là cái nhỏ đó mà thấu rồi đó thì tất cả đều thấu, một là tất cả là một. Chúng ta đừng có lấy cái lớn mà làm, cái lớn làm nó làm không hết, thấy chưa? Bà làm cái nhỏ nhỏ nó viên mãn được rồi á. Cho nên bà làm cái trong cái phạm vi của bà, quét nhà rửa chén rồi giúp đỡ mọi người nhỏ nha, à, hoan hỷ vui vẻ, rồi bà cái niệm Phật rồi thành tựu không? Khi mà thành tựu rồi đó thì một niệm châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, và ở trong đó bao hàm hữu không, một ý niệm của chúng ta đầy đủ năng lực, đầy đủ tất cả đó. Và chúng ta bây giờ chạy vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nó nhỏ như vậy. Nếu mà bỏ nó đi rồi đó thì tự nhiên năng lực nó tăng. Cái gương đó, cái kiến đó đâu phải thuốc đó, tẩy làm kiến sáng đâu, mà cái kiến, cái gương đó nó vốn sáng rồi. Cái thuốc tẩy nó chỉ bỏ cái trần cấu, bỏ cái bụi bám trong đó lâu ngày, cho nên nó không phát sáng. Chúng ta cho thuốc tẩy vô, nó tẩy hết cái đó đi thì gương nó tự sáng ra. Tâm chúng ta vốn dĩ nhưng mà bị trần cạp, trần cấu, phiền lao, phiền não, cái nên những cái trần lao đó nó bám, cho nên không phát hiện ra được. Giờ chúng ta buông xả tất cả thì tự nhiên tự tánh. Mà nếu không buông xả được thì chúng ta phải làm cái sự để trà nó, để trà nó chấp không được thì để trà phải dùng cái sự tu hành nó mới dùng. Cho nên nó có người nào nó có, ồ tôi đâu, tôi đi làm tôi cũng tu được. Nói thì dễ, nói thì ai gì làm, chứ vì nó vô được công phu đó mà. Làm ở chừng 5 phút cái quên mất tiêu, quên mất niệm Phật, vô công phu đâu được. Thì mình phải tập mà lấy cái sự để mà vào, cái lý vô không được. Người ta nằm mỏng, người ta thì nó không có bám, cho nên nó ồ tôi quẹt một cái là xong rồi. Mở lục tổ mày năng không có quẹt, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhiếu từng ai. Còn thần tú thì nó tâm như đài minh cảnh, thân như cạo cội bồ đề, thường thường á cần phải quét, thấy không? Phất thức là quét đó, cái chỗ lông gà của phất nó đi, thì đừng để nhúng trần ai, đừng để bụi. Thần tú á là giáo thọ, là thầy của người ta, mà còn phải tu như vậy đó hả?
lục tổ không cần. Từ trưa đến giờ chưa có một Phật, làm gì có trần lao, làm gì có bụi. Anh bỏ quách nó lên được rồi, bỏ đâu nổi nữa nè. Thần tú bỏ không nổi nè. Cho nên nói cái bài kệ đó, lục tổ nghe đó, ổng chưa thấy được tâm, ổng chưa thấy được tâm. Nhưng mà ổng tương tự Đức Phật, ổng chịu chùi. Còn chúng ta không thấy được tâm, không thấy được tánh, mà cũng không chịu chùi luôn. Không chịu chùi để tôi chi, tôi ngày ngày tôi giữ tâm thiện được rồi. Giữ tâm gì thiện? Tâm vọng tưởng thiện. Mà nó đã vọng là nó ác rồi. Cho nên mình cứ nói, ai mà cứ nói cho ngó, cái thân á, cái mặt ông á, nó như vậy mà ông tôi cái kiểu gì nè. Bởi vì chúng ta nhìn cái sự đó mà bỏ lý mà chấp sự vẫn còn quan. Như các bà bình dân đó, chất phát đó, chỉ biết niệm Phật không hiểu, bỏ lý mà làm theo sự vẫn còn cứu được ở trong pháp của mình. Còn mà anh chấp lý mà anh bỏ sự người đó là anh đi vào con đường ác đạo. Tại là sao? Tại vì chưa chứng mà nói là chứng, chưa xong mà nói là xong. Đại vọng ngữ sẽ bị A Tỳ Địa Ngục chuẩn bị đó. Trong vọng ngữ đó, Phật có nói trong kinh đó, đại vọng ngữ chưa chứng mà đã chứng, chưa thành mà đã thành. Để chi? Chúng sanh nhào vô cũng nhiều. Chúng sanh nói, ủa sao tu á, ổng tu tà tà cũng được kìa, tại sao ổng ngang ngang ổng không học mà cũng thành công lắm. Cho nên cái tội là chỗ nào? Là chúng sanh giải đãi không tu. Tại vì cái hình ảnh xấu đó, tại vì cái gương xấu đó, cho nên cảm đến cái quả ở địa ngục. Chứ không phải nói chưa chứng mà nói là chứng. Một cái câu đó làm sao gọi anh A Tỳ Địa Ngục, mà là cái gương của mình, cái hình dáng của mình. Chứ thấy không? Quả như vậy mà bà nói là chứng. Rồi đó là kéo xuống một số người khác cũng ngày hào vô đọa địa ngục, chúng ta thấy rõ ràng không? Phải không anh? Thì trước mắt cái gì nữa, cứ để ý cái biết liền này. Rồi bây giờ ở đây có nhiều người tu này được công phu quá, nhất tâm bất loạn, công phu thành phiếm rất nhiều lắm. Bởi vì trên đời nó chúng sanh đó sẽ ỷ lại tôi ngon hơn bà, là tôi hiền hơn bà, tôi tốt hơn bà là đấy nha. Mà bà ấy chẳng sanh thì tôi đâu có cần tu đâu mà tôi từ từ là bà nó ta chết đến hồi mất đi cái cơ hội, mất đi cái kết quả. Thì cái kết quả coi đứa nào làm vậy? Ồ, thì ra nó đi mấy đứa trốn học, từ hiểu trốn học cũng được nữa, cũng thành tựu nữa. Ông thầy thì dễ lắm để thế nào. Cho nên là khi bày đầu thì đầu thì phạt nó chứ, thấy không? Ở này là ké. Cho nên Phật ở trong đó nhân quả rõ ràng, tính rõ ràng minh bạch, chứ không phải đưa con đổ đâu. Nếu là coi lại coi cái cây này làm sao nó hư, làm sao nó gãy, làm sao nó đổ. Ô thì ra con ngọt đây nè, moi cái con đó nè thì ra nó. Cho nên nó là nhân quả. Phật ở trong đó nhân quả báo ứng cả vũ trụ, cả pháp giới này rõ ràng cũng đặt đó. Anh tạo cái nhân như thế nào, cái quả nó như thế nào. Bây giờ thật cái việc chúng ta thấy cái nhân nó nhỏ à, cái lời nói nó không có đáng cái gì cả, cái việc làm nhỏ nhoi mà ảnh hưởng nó quá nặng, cho nên nó quy về cái nhân đó. Còn mấy người á, chân thành nó dễ, không nói gì chân, quả hiền lành như cục đất vậy đó, nhẫn gì á, nhẫn nhục như địa, muốn nhồi sao nhồi, như là bột nó bánh mì đó. Làm rồi cái hồi á mình nắng cái cái này mấy miếng bột cuối cùng nắng con này con kia, biểu diễn lát nữa nó phồng lên cho coi,
thấy chưa, muốn làm như thế nào, nắng như thế nào cũng không sao. Đây này, nhẫn nhục như địa, mà ở trong đó nhẫn nhục á, trong đó bóp méo như thế nào, như bột vậy đó, muốn làm gì làm. Đây, chân thành lão thành đó, nên chúng ta ráng vô cái công phu này, thành kính khi ngoài bốn chữ bảo hộ chúng ta, dùng nó bốn cái tâm thái này, bốn cái thái độ này để niệm Phật thành tựu. Chân thành là thôn tịnh thôn thiện, một có phần thành kính, tức là một phần lợi, mười phần thành kính, tức là mười phần lợi. Thành ở trong, kính ở ngoài. Đối với ở ngoài chúng ta lễ kính, đối với ở trong tâm chúng ta chân thành, không sĩ khúc chi tâm. Cái tâm không cong quẹo, không nghĩ ngợi, cái tâm không tính toán, không so đo, chân thành, vô hữu, hiển nguy, sĩ khúc chi tâm, trang nghiêm chúng hành, quỷ phạm của tôi. Tôi là cái gì? Còn anh còn tính toán so đo, anh dùng cái phẩm tâm, anh không phải chân thành. Nên là chúng ta ráng tương tự với cái chân tâm mà được. Ở với dụng tâm, với đối người tiếp Phật, lỗ càng tốt, thiệt thòi càng hay. Bị giới lừa không sao, nghiệp chướng nó gặp, tiền nó đi, tiền mất, ở trong đó nghiệp đi. Còn chúng ta cố giữ trong đó, chỉ giữ lại nghiệp chướng phiền não oan gia này. Người tu đại hoan hỷ vui vẻ, tự tại trong đó, không lo gì. Nó dùng, ồ cũng dùng đi, nó nói kiếm tập, ồ chồng là gì, mình không có cái gì này, chúng sanh không có phúc báo, ta đem tiền, ta đem nó phúc báo tới cho nó, mà thất bại, bị tranh giành, tranh giật, ồ phúc báo, chúng sanh không có hưởng, còn chúng sanh có phúc báo, thì nó hưởng hết, mình đem nhiều cúng nhiều nó hưởng hết, còn có chướng ngại, tại vì chúng sanh à, ráng tu thêm chút nữa đi, lần sau tôi tới, thì là nó ngon hơn. Hoan hỷ vui vẻ, tâm chúng ta vẫn như bất động, không bị cảnh giới, thành tựu hoại không, thành công hay thất bại không ảnh hưởng đến công phu của chúng ta. Đó là công phu. Cho nên nó thành kính đó, để ráng nhớ trong chân thành, ở ngoài lễ kính. Nó ngày đó còn bố thiền á, thập đại nguyện luôn, nhất giả lễ kính chi Phật. Cái câu này là không được kẹt đâu. Đệ tử quy á, phụ mẫu ô tướng Phật Hoàng, không có lưỡng lự, không có nghĩ ngợi, coi tất cả người nam là cha ta, coi tất cả người mẹ, người á, nữ là mẹ ta, người nào hô mình ứng liền. Đấy, lễ kính chi Phật là còn coi nó thằng nào nó giàu không, nó phú quý không, nó có oai đức không, dạ. Còn nó ở dưới nó bần tiện, nó nghèo khổ cái gì cho nó tâm phân biệt khởi ra nè. Bởi vậy cho nên ráng, bây giờ ráng tu, các Bồ Tát ráng tu sửa lại, thấy không? Rồi từ từ á, Bồ Tát giả thành nó Bồ Tát đó thì tương tự, rồi từ từ nó mới thuận, như nó mới thiệt. Còn bây giờ mới nói giận Bồ Tát, sao nhận nổi? Cho nên ráng. Có người nói thôi á, tôi lại với Bồ Tát, nó Bồ Tát đừng gọi tôi Bồ Tát à, tôi là phu. Tôi mới nói ủa, vậy mình có tu hay không à? Mình muốn tu hay không à? Ấn qua để xin nói, hãy coi mọi người là Bồ Tát, thế chưa? Thì trong đó là tu. Còn anh không muốn nhận thì anh muốn phàm phu, anh cứ ở hàng phàm phu đi. Anh không chịu sửa, anh không muốn sửa, anh không thèm sửa.
Còn từ tôi mới đầu là Bồ Tát giả, nhưng từ từ nó quay hả, nó biểu Bồ Tát đóng kịch cho mình coi lắm. Cho nên cái tóc của mình phải chuyển được rồi. Cái mới đầu coi nó Bồ Tát gì coi nổi, này nó ma quái lắm. Có Bồ Tát trong đó là nó lừa mình lúc nào cũng hay. Phải tâm tâm chuyển. Thì tu mà Ấn Quang Đại Sư nói y giáo của anh đó. Nè, hiện có rất nhiều cái bạn đó dán đầy nhà đó. Ở trong đó mỗi ngày tôi phải lấy ra đọc đó. Ở trong đó ở Việt Nam đó, sáng công phu xong, ở trong đó sau khi tụng kinh lấy đệ tử quy ra đọc, lấy đó, lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư ra đọc như tụng kinh gì đó thì mới được đó. Chứ không có đọc trong đó không nhớ là không nhớ không làm mà. Cho nên phải đọc, lấy cái đó làm cái thời khóa công phu. Bây giờ quyết định vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mà mình đó chưa quyết định thì cứ ở đó. Quyết định đó phải lấy lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Ngay là trong đó hiện đại của chúng ta là mới mấy chục năm mà mình lấy mấy cái chiêu khác ra không bảo đảm đâu. Nên bây giờ có chị tu theo có quyết định vãng sanh không? Mình không quyết định thì cứ tà tà đi. Bây giờ nên cho tôi quyết định, không có trễ là một quyết định tu kiểu nào thầy, tu làm sao? Ấn Quang Đại Sư nói đó, mình chuyển được cái đó thì thành tựu, không chuyển được anh phạm phu, anh vẫn bị cảnh giới nói chuyện. Mà bây giờ mình nếu không chuyển được, cộng nghiệp nó tới. Mà thường nói số của ai thì người đó chịu, nhưng mà cái nghiệp nó rất là phức tạp, nó có cộng nghiệp, cái kim tự nó không biết quay, nó hướng về hướng nào thì nó chạy về cảnh giới đó. Cho nên bây giờ ráng hướng về Tây Phương thì nguyện lực của Phật sẽ hút mình, mà hướng về tham thì hấp lực của tiền nó cho mình vô cảnh giới mà. Mà và hướng vào cái cảnh sân thì địa ngục á nó sẽ mình. Mà tà tà ở phàm phu đây, tai nạn tới là rồi dính luôn. Chứ không phải nói là nghiệp ai á, người đó chịu. Nghiệp ai người đó chịu đúng. Nhưng mà cái dẫn nghiệp là quan trọng. Cho nên cái nghiệp anh chưa tới, cái mãn nghiệp chưa tới, nhưng mà cái dẫn nghiệp tới. Cho nên chúng ta chết đó phải là hậu điểm đó, dẫn điểm đó. Mà tai nạn tới anh cứ tà tà trong đó là nó dẫn mình về thẳng vô luôn, ta bắt đầu luôn. Tôi nhìn hòa thượng viết như đó, ông sanh. Nếu mà ngài không nói sâu xa hơn để chúng ta an tâm, cái niệm mình cũng đã nở ha, cũng tạm tạm. Tạm tạm mà 80% dân số chết ta. Quý vị dám chơi đùa với nó. Ông Quỳnh giáo chủ nói 10 người chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Bây giờ dám đùa à? Tôi không dám đùa nữa. Lỡ không? Đau để đang biết là có chuyện gì tới mà thê thảm lắm à. Chú có cái làm bộ là bộ nhịn ăn để mà khử độc, nhịn ăn để mà chữa bệnh, một tuần không ăn thôi. Thê thảm lắm à. Tôi từ xưa tôi bị rồi, giờ tôi không dám làm nữa. Có người trên đó 3 ngày, 2 ngày, 7 ngày đã chết đó. Ở trên tu ma nó làm chuẩn bị đó. Chuẩn bị chịu đói, thấy không? Thì cũng hay, cũng tốt. Cho nên nó lên buổi sáng, cái dẫn nghiệp nó quan trọng. Nếu mà không có nó, mình về cái cảnh giới nào
thì cái mãn nghiệp nó qua. Khi cái mãn nghiệp nó qua đó thì anh cảnh giới đó nó khổ nhưng mà cũng có sướng. Anh như hòa thượng nói á, Diêm Vương đó ở cảnh giới đó thì ngày ngon mà ra lệnh, nhưng mà mỗi ngày phải uống một viên thuốc để mà cản trừ cái độc nhiễm, cái khói lửa, cái dữ tợn ở đó. Nên thì từ là cho nên mình ở cảnh giới đó, thì thần tiên thì nó đỡ đâu phải uống thuốc đâu mà uống đó, trong đó tiên đơn đó, để tăng phọ mạng. Còn Diêm Vương các ngài vẫn còn phải uống thuốc để trừ cái ô nhiễm, cái độc đó, khói lửa đó, xấu xa ác vậy đó, nó ô nhiễm vậy đó. Đó là cái mãn nghiệp của ngài tốt hơn. Nhưng ở trong cảnh giới đó thì thôi thì nó đi như cái cảnh giới khác tốt hơn. Thì sao ở đó chỉ có những Bồ Tát vì từ bi với chúng sanh, không vì ảnh hưởng mới xuống địa ngục mà cứu độ chúng sanh. Tuy là cảnh giới trong mộng nhưng mà nó như thiệt vậy đó. Ôi mình ở đây mình thấy đến cái phòng vệ sinh mà nó quá trời, mình cũng thấy mình dễ sợ rồi mà. Thấy chưa? Đâu phải tiêu chuẩn như ở Tây Phương đâu. Mấy cái phòng vệ sinh mà của Á Châu đó, có người đi vô chạy ra liền. Có một anh ở Việt Nam đi vô đó, chạy ra liền, ra cái thầy con chưa đủ định công. chưa đủ công phu. Rồi đi vô ra Trung Quốc đó, đi ra cây xăng đó, rồi mấy cái anh đó làm việc ở đó đó, mấy làm đường đó để dùng cái cầu tiêu đó, tôi vô một cái rồi tôi cũng dội ra, không đủ định công, không có công phu, thì nó chạy ra hả? Cho nên nó trên nó địa ngục nó còn chết nữa, địa ngục mà phẫn niệu đó là phân với lại nước tiểu đó, thấy chưa? Lý Bình Nam nói địa ngục gì ngài không sợ, cái địa ngục này sợ. Nó cứ đổ thùng phân xuống dưới đó rồi nó đốt lên, nó nung lên như nấu cám vậy đó, để cho chúng tội nhân vào trong đó để chờ chết. Nó vô đó mà nó đốt mình, nó nấu như cám, rồi ở trong đó hôi thối vậy, chịu nổi cho mình thùi phải xù xù chết à. Nên ngày sợ nhất núi đao không sợ, quả sơn không sợ, cái gì đó trong đó trâu cày gì không sợ, mà sợ cái điều một này. Mỗi người cái sợ khác nhau, nên ngày đó không sợ quá đi. Đấy, cho nên nó cái dẫn như vậy, chúng ta phải để ý không có kẹt lại. Nói cái chuyện nó cảnh ra chẳng nói, người ta nó nói chuyện như xảy ra đó là cộng nghiệp tới, cộng nghiệp tới thê thảm, hồn tan phách tan. Trong đó, trong những cái cảnh giới kinh hoàng đó là tinh thần tâm thức của chúng ta tán loạn. Mà tán loạn không phải hết, từ từ nó tập lại rồi nó có cái nghiệp tập. Cho nên đây thôi chuẩn bị đi, cố gắng đi. Cái hoàn cảnh phải dùng thời gian làm sao để vào con phục. Quý vị đến chỗ nào có nhiều người tu, đó là nơi tốt. Cái hoàn cảnh cao ráo, có cây cối nhiều, bảo hộ chúng ta. Còn chỗ nào mà trơ ra thì kẹt lắm. Chỉ có đá, đất kẹt lắm. Nhất định phải có cây. Cho nên hòa thượng chuẩn bị mấy cái này có chuyện gì đó, chu vô đường cấm lèo ở đó. À, lý do là không biết mà được không, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại chỉ là những cái cơn gió phóng xạ, những cái rừng cây bảo hộ giảm bớt nó cao rắn cho nó không bị thủy tai, mà cái vỏ địa cầu nó sụp xuống đó, nước biển dâng lên, những nào có phúc báo nó trồi lên thành ngọn núi cao, thành cao nguyên. Những nào hết phúc báo nó sụp xuống,
Cho nên đó, nếu có tu, các vị thần nó đỡ lên, nâng lên nâng lên cái khoảng đất đó, nó sẽ cao, thế chứ, để tránh được nhiều tai nạn. Cho nên đây đó, sự lọc lửa, bây giờ chúng ta ráng làm sao qua cái sàng lọc này. Bắt đầu sàng rồi đó, ra hiệu á, tín hiệu rồi đó. Cho nên tôi cứ nhìn, tôi để ý, thấy chết. Người ta báo hiệu cho mình mà mình cũng thấy bốn cái lò lửa, bốn cái lò nguyên tử ở Nhật đó báo hiệu mình đó hơn năm trước rồi. Ở thế giới này á, Mỹ có 100, hơn 100 lò, Nhật có hơn 50 lò. Thấy chưa? Mỗi nước vậy có mỗi người đó, mấy chục, cộng lại còn mấy trăm cái lò. Mà nếu mà cái từ trường của trái đất mà giảm mất 80%, không có điện trong vòng mấy tiếng đồng hồ, mấy cái lò đó nổ hết. Nó không dễ đâu. Mà chúng ta thấy hệ quả rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Phật nói đó là tiểu tam tai. Tiểu tam tai là nguyên tử nổ nè, bất luận là anh bắn quả tiện hay là lò lửa ngọt, lò thế ra còn cái này, cái lò nó nổ dễ sợ, nó nổ nó không có khủng khiếp như là cái quả tiện nó nổ lớn liền, tiêu diệt liền. Mà đây nó cứ nổ, nó cháy vậy. Và cái phóng xạ của nó không thua gì bằng nguyên tử đầu đạn nguyên tử. Và nếu mà trong vòng mấy tiếng đồng hồ không có nước lưu chuyển, vì cái từ trường của trái đất mất cái năng lực, mất hiệu quả, giống như rồi ở trong đó cái vỏ trái đất nó rụng đó, thì những cái máy dynamo đó nó trục trặc 80%, không sản xuất điện trong mấy ngày, vì cái vỏ trái đất nó sụp xuống, mấy cái dây trong đó nó tán loạn, không chạy nữa. Mà không có điện, không có bơm. Nếu mà có máy nổ thì máy nổ đó cũng phải có điện nó mới nổ. Cái vị máy nào nó cũng phải có buzin. Ở trong đó, máy trong đó mà chỉ máy phản lực, thấy không? Máy phản lực ở trong đó thì nó dùng sức lửa để chế máy phản lực. Còn máy phản lực đó mồi đó thì phải có lửa khởi động. Cho nên phải chế đặc biệt những cái máy đó liền, chế thì nổ bây giờ thời gian quá lắm. Cho nên nghĩ lại chỉ còn máy phản lực nó mới quay, còn mấy cái máy nổ khác nó phải đánh bằng lửa đó do điện. Cho nên không có nước, tất cả lò nguyên tử sẽ nổ, đem phóng xạ đến tất cả các nơi nào gần đó, trong vòng 20 cây số, 30 cây số, 40 cây số thì bị ảnh hưởng trực tiếp. Nơi nào á xa đó thì phóng xạ nó đi tới đâu, 7 năm, 7 tháng, 7 ngày một ngọn cỏ không lên, và không lên được các thực vật đó thì động vật sẽ chết đói. Nên nó sẽ đói kém lương thực. Đấy. Nên những cái này người ta biết, chính phủ biết mà không nói, nó loạn. Bây giờ ai dám tắt lò nguyên tử? Nguyên tử ở trong đó là đâu có điện đâu, thế nha, đâu có chuyển đổi lại một cái thành điện dầu hỏa, điện đốt năng lượng. Còn các nước tinh tấn đều có nguyên tử, nước nào cũng muốn có, mà nó tiện mà, nó rất là tiện lợi, mà nó rất là hiệu quả. Cho nên đây nha, tiện lợi là trước mắt, nhưng cái hậu quả rất là khủng khiếp vậy sao. Nên chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Mà chỉ rồi nó nổ vậy, tôi mới giật mình rồi, trời chết, làm sao mà để cho nó hụt. Cái thỏi đó lấy ra 6 tháng sau vẫn còn nhiều nhiệt, vẫn còn phóng xạ, vẫn còn phát ra năng lượng. Mà nếu không có nước luôn luôn đó để làm nguội đó thì nó cũng nổ luôn, nó cháy luôn. Sự thiệt đó, con người tạo ra những cái này
sự thật. Chúng ta đang sống ở Úc đó, nó đỡ hơn, nó nam bán cầu, nó không phát triển như ở Bắc bán cầu, cho nên kỹ nghệ đó, nó giữ lại, nó không phát triển, nó giữ lại ở đây nó an toàn hơn. Nhưng mà qua những cái thiên tai kia nó vẫn bị ảnh hưởng. Ở chỗ nào là có cái con nhưng mà nhẹ hơn ở kia kia. Ở dưới đây á, nam bán cầu á, Úc Đại Lợi Tân Tây Lan nó có 30 triệu người ha. Còn ở Bắc bán cầu nội Việt Nam 80 triệu. Của Đài Loan á, 27, 28, 30 triệu. Quá nhiều. Còn ở Trung Quốc thì tôi á, cả tỷ người. Bao nhiêu tệ nạn, bao nhiêu tội. Làm sao không có nhiều chứng được. Còn chúng sanh đó, phá thai, trong đó hàng tỷ em ở trong đó bị sạch thai. Cứ tính là ở trên thế giới này có 7 tỷ người, 50% đó, cho tính đồng đồng đó, 50% là nữ, 50% là nam, thì 3 tỷ rưỡi. 3 tỷ rưỡi là nó còn trẻ trong đó, tính 3 tỷ thôi. Ở trong đó có nhiều người phá thai đó, mười mấy lần á, cho nên nó bao nhiêu tỷ thai gì chứ. Khói á, cái nghiệp sát ngút trời à. Các em á, thai nhi đó, hỏi trong các pháp hội tội nghiệp vô cùng. Mới sanh ra trong đó không có ăn uống, mất ngủ, đói kém, bao nhiêu năm trong đó, cho nên nó oán ngút trời. Thì rồi á, Hòa Thượng phát ra cái bài á, sám hối đó. Đáng lẽ là tới đây cái cơ hội làm người mà bây giờ thành oán. Mà mấy tháng cũng dính luôn à, nó vẫn còn tồn tại nè. Chứ không phải nó nên chuyển kiếp qua kiếp khác. Nó vẫn còn em đó, vẫn theo. Ở trong đó có mấy người than trong đó. Nó nghe than, tại sao mà bỏ nó, tại sao kiếp nó. Nó tới nó nhập mà bao nhiêu năm, bao sao mà vẫn vô nhập nó, rồi khuyên rồi đó, rồi đi tu, rồi niệm Phật, rồi đi giải thoát, rồi đi tiến lên, rất nhiều, rồi cho nên rất là quan trọng ở những cái pháp hội đó. Thì chúng chịu khổ rồi đó, bây giờ đến xin chúng giải thoát, còn mình á thì á bắt đầu đi vô. Có người nói thấy được cảnh địa ngục, nói với Hòa Thượng ở bên Thái Lan á, ông nói ổng có thể có khả năng xuống địa ngục, mà ổng xuống địa ngục kỳ này á, địa ngục trống trơn à, không có ai trong đó hết, trống trơn à. Hoán chuyện đó, mấy người mà cũ đó đi lên, mấy người mới đi xuống, cho nên nó chịu quá nạt rồi. Nó gặp pháp hội rồi nó tu hành nó dễ quá. Còn á, kẹt là chúng ta đây. Nó không đó, trống rồi đó, sẵn sàng đó, do nên đến phim mình. Cho nên ông trời đó giờ xử cho cái lớp mới xuống. Ở lớp trên đây nó quậy quá, phá quá, con gì cũng ăn. Bây giờ con gì cũng ăn. Bởi vậy nên nó sát khí ngút trời, sát khí ngút trời thì nó dễ sợ. Ăn á, cho hải mặc cái gì mà nó bổ, cái gì nó ngon cái là con đó chứ. Nên con tê giác, cái sừng của nó chữa bệnh, cái sừng của nó quý lắm, cái sừng tê giác đó. Mà muốn nó chữa cái gì nó mài ra, cái bệnh gì nó cũng chữa được, nhức mỏi được, cù gì nó cũng chữa được, nó hay vậy đó, mài ra. Cho nên ảnh bị tiêu diệt, cho nên nó chết à, nó phải lấy cái mũi của nó à. Rồi con voi có cái ngà quý cũng chết. Con cọp á có cái da quý, có cái xương quý, cao hổ cốt đó cũng chết. Lâu lâu nấu cao hổ cốt, bắt luôn con cọp, trước mắt luôn,
khỏi giả, thấy không? Rồi á, lắp thịt rồi đem đó là lấy xương nấu, nấu cả đêm, mỗi người làm, mỗi người cúc. Cho nên ở đây á, mình có sẵn uy quyền, năng lực, có quyền lực trong đó, khống chế chúng sanh, chiếm đoạt chúng sanh, đọa đầy chúng sanh. Thì bây giờ nó phiên mình xuống thôi. Đây quý vị thấy tai nạn không xảy ra để mình lấn lướt nơi cái giống khác này làm sao chứ. Lúc xưa mấy chục năm trước chúng ta đâu có ăn thịt mà dễ sợ vậy đâu, đâu có được ăn gà đâu hả? Tết tới không có được cái gà ăn, dỗ mới có gà ăn, còn bây giờ muốn gà ăn nửa con gà luôn, thấy không? Muốn ăn ra tiệc nửa gà, còn ăn đến mì trong đó hết bao nhiêu đó, nửa lạng á, nửa lạng thịt á, 50 gram, 100 gram. Cho nên ở đây chúng sanh nó khổ rồi, còn nói xấu, nếu không ăn tụi nó sanh ra đầy tràn thế giới. Bây giờ con gì cũng diệt chủng rồi chứ không đầy tràn, cá ở dưới biển cũng hết rồi. Đây quý vị thấy không có tai nạn, mau mau có tai nạn để chúng sanh bớt làm ác, cái nghiệp nó nhẹ hơn. Hòa thượng nói 12 năm trước nếu mà có tai nạn thì nó đỡ, 12 năm sau, năm 2012, tai nạn tăng gấp trăm lần, nghiệp chướng gấp mấy trăm lần. Cho nên càng trì hoãn thì tạo tụi nó tạo nghiệp càng nặng. Bây giờ chúng ta tin nhân quả, nhân học Phật pháp á, thì cứ nhìn cái nhân quả chúng ta thấy mà nó rõ ràng trước mắt, những cái quả báo hiển hiện trước mắt. Chúng sanh khổ trước mắt là tàn tật, có những cái làng đó đuôi cả làng luôn. Ở vậy thì chúng sanh hại nhau à, trồng hành đó trong đó thuốc đó, phân bón đó có pha chất độc, cho nên nó rải cái thuốc đó ra, rồi hành nó cây cây đó cứ chùi mắt mù cả làng. Ở Việt Nam đó, cái làng mù. Chúng sanh ấy chơi nhau tất cả cái làng mù. Thấy nó ngứa nó cây cây đó rồi cứ chùi, ai ngờ trong đó bóc vô thành có thuốc từ sâu, có thuốc phân bón đó, nó dính trong đó thuốc độc không tan. Ta chùi ở mù mắt hết cả làng. Nên đây là cái nghiệp quả của chúng sanh. Nên là đây, chúng sanh nói như vậy. Bây giờ mình sanh, cô về với Phật đi, lưỡng lự gì nữa. Còn mấy tháng à, nó là gần thầy quả vậy ra. Ai về kể. Có người nói, thầy con còn cha mẹ, nếu xe tăng tới rồi, rồi sao đây? Nên giặt tới đánh tới là xe tăng nó tới rồi, bây giờ mình tính ra nè. Thì xin sao đó hả? Chứ nếu bây giờ tôi phải xong rồi ở nhà chăm cha mẹ, nếu mình muốn quá vậy em phải chạy kêu trước đi, mai mốt tính sao chứ hả? Xong dạy vậy, cho nên nó tai nạn tới hơn cả xe tăng. Chụp một cái ngọn sóng là chết. Thì thấy cái coi sóng thần không? Cái hàng không mẫu hạm đó đi dọc trời, còn cái tàu mà đi chơi đó, cái cruise đó, thấy không, nó lật một cái như trò chơi như rồi đó. Này á, trái đất chưa có tận diệt đâu, nó đang nổi sóng như vậy đó, nó đang chạy êm ả mà nó chạy vô đường sắt một cái, anh thấy cái xe nó sắp một cái này còn nó cái địa cầu đang vô cái đường sắt đó, chưa có tay, xe vẫn còn chạy qua cái đường sắt nó vẫn chạy, nhưng mà con người trong đó là say sẵn trong đó. Tại vì chúng ta đang qua cái hoàn cảnh đó và cái trục cái địa cầu với lại mặt trời
mấy cái hành tinh cùng á, cái trục của hệ ngân hà, trung tâm của trục ngân hà, nó thành một đường thẳng mấy trăm ngàn năm mới có. Mà trục cái đường thẳng như vậy, cái lực hấp dẫn nó rất mạnh. Bởi vậy nó làm á, là chúng ta vô cái đường sắt đó, quả địa cầu quay, cái Bắc Mỹ trở thành Bắc Cực, nó chuyển động, nó di chuyển mà. Cho nên Trung Mỹ đó, nó biến thành Bắc Cực. Cái phim nó lắm biến thành Bắc Cực đó thì nó quay hết mấy chục độ. Và chúng ta sẽ thấy như Hòa Thượng nói, mặt trời mọc ở phương Tây. Bây giờ mặt trời mọc phương Tây, đâu phải nào mà nó chuyển như vậy, mặt trời mọc phương Tây. Quý vị không tin, lấy cái cam quay đi, đánh đây á, đông bên đây tay, quay quay ha, quay rồi cái bị quay, nó quay ngược lại, là nó chuyển như vậy, cái nó quay ngược lại, đang quay vậy nè, tôi vẫn quay thấy không, thấy chưa, quay ngược lại không, cho nên nó mặt trời mọc ở phương Tây. Khi trái đất mà nó ngược lại một cái thì nó quay ngược lại. Mà khi nó chuyển động như vậy đó, nó đang nó chuyển động từ đông sang tây, mà nó chuyển động đông tây nam bắc, thì cái xe đó nó lung lay, bao nhiêu đồ vật ở trong nó xe nó lật hết. Đang chạy thẳng không sao, quý vị lạc tay lái một cái, nghiêng một cái, bao nhiêu đồ ở sau đó, những nhà lầu cao ốc sụp đổ hết. Thì cái thùng cao đó mà, đúng không? Mình chèn chèn cái dây á, chút xíu à, cho nên nó lạc tay lái có lạc không? Tưởng cái nhà lầu đó tưởng là ngon, không ngon đâu. Cái chân của nó có mấy tầng, mà nó cao đến cả trăm tầng. Cho nên nó đâu có giữ nổi đâu. Người ta nó cái hoàn cảnh như vậy. Giờ mình tin không? Hay là mình cãi nó đi, là sao cũng được. Tức là họ thường nói thôi ráng lâu lâu coi á, phim 2012. Bây giờ tôi á, mấy ngày tôi coi lại tôi thấy đúng. Cái lý luận của nó, nguyên lý, nguyên tắc, khoa học nhà nó đúng không sao. Chúng ta để ý một chút, suy nghĩ một chút sẽ thấy rõ ràng cái đó. Mình thấy nó lớn như vậy, cái quả núi lớn vậy, mà cho so với địa cầu cũng như cái trò chơi này. Khi mà nó không có gì giữ đó, nghĩa là displacement nó quay tự do theo thức nào tự do. Nên giờ làm sao giữ cho chánh niệm, chánh định lại, phải cần công cuộc. Hoàn cảnh nó quay cuồng, ta vẫn định. Hoàn cảnh kinh hoàng, ta vẫn bình tĩnh. Hoàn cảnh biến đổi khủng khiếp, ta vẫn an nhiên niệm Phật. Nếu mà không có công phu này, khó đó, sẽ bị cảnh giới chuyển đó. Cho nên ráng xuống, buông xuống. Người ta chửi mình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, coi Bồ Tát tới thử tôi nè, coi có công phu hay không. Tới mà thử trong đó biết bài đó, trước thì quý vị là làm sao mà thi. Thi nó phải thi phải không biết bài trước chứ. Còn biết bài trước quý vị sẽ chuẩn bị làm sao thi hả? Đúng nè. Cho nên nó phải chuyển đổi tâm thức tất tức thì phải là bình tĩnh. Hòa Thượng nói oan chánh, bình tĩnh, đừng sợ hãi. Anh nói đối diện, mà bây giờ mình không có công phu kẹt đó, không? Cho nên nó ráng coi coi ra người ta mắng mình gái mình cứ A Di Đà Phật, Bồ Tát A Di Đà Phật, ăn một cách bên Bồ Tát ha, la ghét người ta, giận người ta, chửi mình cái A Di Đà Phật, các ơn Bồ Tát, các ơn Bồ Tát. Dám làm được không? Dám tu đi không? Khó lắm. Dễ cho những người thấp, khó cho những người cao. Khó lắm. Cho nên nó ngu ngu dễ tu lắm. Ai nói gì nữa, A Di Đà Phật, các ơn tôi xin lỗi. Rõ ràng nói lỗi. Mà bà này hết dịch quá nên ôi cho tôi xin lỗi người A Di Đà Phật, xin lỗi
sao rối rít xin lỗi mà rõ ràng là bên kia là có lỗi, thấy chưa? Còn mình đó mà biết mình lỗi mà vẫn còn cãi lại, cho nên nó không bằng người ngu. Bởi vì thế là khó tu chỗ này. Bởi người nào làm sếp khó tu lắm, người làm lính dễ tu. Cái gì nào? Mấy người ở ngoài làm giúp việc cho mình đó, mình nó làm đúng mà mình bực mình la cái là nó xin lỗi đi mà. Mình đó là đương khách dịch còn sai còn mắng nó nữa, thế nó ra ra tao tao con biết là cần xin lỗi từ lực khác đồng ý lắm chứ. Nên là tự nhiên á thâm hợp diệu đạo thanh kính khiêm hòa, bốn chữ này đáng mà tụng: chân thành, lễ kính, khiêm á khiêm tốn và hòa, hòa ái với tất cả. Giữ đi, mình phải chuyển ngay đi, rồi một câu niệm Phật khởi lên, không ai không thành. Dễ chứ không khó. Khó là tại phiền não tập khí mình không dám buông, không dám bỏ. Bỏ là bỏ cái này. Người ta không có cho nên nó dễ, còn mình có nhiều cái phiền não khó bỏ, nhất là những người làm sếp. Đấy chứ, biết mình sai nhưng mà ráng cãi lại, thấy chưa? Còn cái người thấp thì mình đúng mà vẫn xin lỗi, thành tựu thành Bồ Tát anh, thành người thiện nên ráng cố gắng buông xuống tất cả, không kẹo không kiềm. Người trong đó khi chúng ta buông, thật sự muốn tu, thật sự muốn quay về thì sẽ bị thử thách, đổ nghiệp kệ nó cho đổ, cho nó tu. Càng nhiều càng tốt, cho nó đổ, đừng có sợ. Rồi ở trong đó oan gia trang chủ tới, đem những lời của Hòa Thượng sám hối ra. Hòa Thượng bảo biết ra, Ngài biết cái hoàn cảnh, Ngài biết cái chướng ngại của chúng sanh, cho nên làm những cái này nào. Tha thiết nó lời, con biết con sai, con biết con sai, xin các Ngài hãy tha thứ. Không phải một vài lời nói mà có thể làm nguôi lòng cái gì. Cho nên tha thiết nói lên, con đã sai rồi, con đã sai rồi. Thì vậy nó mới thả giả, nó biểu nó cũng biết nó sai rồi, nó thả giả lắm. Nên mình phải tha thiết nó rồi á, niệm Phật, rồi nó lễ Phật hồi hướng cho họ, họ quay về làm hộ pháp, giúp cho chúng ta trên con đường tu hành. Vậy ha, chúng ta tạm dừng ở đây ha. Đáng sao làm sao trong mấy ngày này phải có cái năng lực buông xả và lấy câu A Di Đà Phật lên. Thật sự chính tôi cũng phải làm, không có không kịp cả. Mình đừng có đánh, đừng có đùa, đừng có đùa giỡn với cái sự này. Không phải chuyện đùa, kệ nó đi, không có càng tốt. Có ta chuẩn bị, nói sai không sao kệ, tại vì chúng ta có công phu cho nên nó hoãn lại, nó trì hoãn lại, nó tiên gì. Nhưng không nói mà Hòa Thượng nói, nó cứ nói không phải. Cho nên nó không có là việc tốt, nhưng mà có chúng ta phải chuẩn bị. Lỡ mà có thì sao đây, lỡ mà đúng thì sao đây. Cho nên nó ráng, nó Bồ Tát ráng kỳ này phải đi về Tây Phương, kỳ này phải gặp Phật A Di Đà. Thế mà A Di Đà Phật thì thời gian mà tới xin quý vị chúng ta cùng chắc tay lại để mà nguyện hồi hướng. Nguyện vì công đức
à.